Mến chào các bạn yêu thích bóng đá trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số trận đấu giải vô địch quốc gia Pháp. Ly một giữa Paris Saint-Germain với Linh Lờ vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 30 tháng 10 theo giờ Việt Nam tiếp đóng ly lơ trên sân nhà. PSG đang có được phong độ cực tốt. Trong khi đó, những nhà đương kim vô địch Linh Lơ được dự báo sẽ có một trận đấu đầy khó khăn ở chuyến hành quân đến Bắc Đề Princess sắp tới. Ở Ligue 1 mùa này, PSG vẫn đang thể hiện một sức mạnh vượt trội khi đang dẫn đầu bảng và bỏ xa đội xếp thứ hai tới 7 điểm. Cụ thể, sau 11 trận đã chơi mùa này, đoàn quân huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã giành được 28 điểm với 9 chiến thắng, một trận hòa và một trận thua. Theo báo bóng đá, với chiều sâu đội hình, PSG được cho là không có đối thủ xứng tầm ở lít người một thời điểm hiện tại. Sau những sự bổ sung chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, PSG đang hướng tới những mục tiêu cao hơn ở mùa giải năm nay. Giới chủ của đội bóng này đang tạo điều kiện hết mức có thể để giúp thầy trò Mauricio Pochettino thực hiện tham vọng giành chiếc cúp tay voi mùa bóng năm nay. Dù đang là đương kim vô địch của giải đấu, Song Linh lơ lại đang cho thấy sự sa sút rõ rệt ở mùa giải năm nay. Cụ thể, sau 11 trận đã chơi mùa này, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Jocelyn Covenet mới chỉ giành được 15 điểm và đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng bóng đá. Rõ ràng điều này sẽ không thể làm hài lòng người hâm mộ sau những gì mà Linh Lơ đã làm được ở mùa trước soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á, chọn cửa dưới linh lộ trận gần nhất PSG chấp Marseille một bàn, thua kèo trận gần nhất Lille Lê chấp Red 1.25 bàn. Thua kèo dù đang có phong độ rất tốt ở những trận đấu gần đây, song những lần mở kèo gần nhất của PSG lại đang liên tục đem lại thất vọng cho các bé thủ. Cụ thể ở 4 lần mở kèo gần nhất, PSG đã thua tới 3 lần, còn lại là một lần hòa. Phía bên kia chiến tuyến, Lille lại đang là cửa đặt uy tín hơn ở trận đấu này khi mà họ đã thắng ở 4 trong 7 lần mở gần nhất của mình. Trận kéo đấu tới nên đặt cửa Lille ngày 1 đến ngày 1 tháng 2. Xôi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu. Trong xỉu mùa này, hàng công của PSG vẫn đang trình diễn một sức mạnh đáng sợ khi họ đã ghi tới 24 bàn thắng chỉ sau 11 trận. Tuy nhiên, Linh Lơ cũng không phải đội bóng dễ bị bắt nạt khi hàng thủ của họ mới chỉ để thủng lưới 5 bàn sau 5 trận gần nhất. Theo đó, sẽ không có quá nhiều cơ sở để tin vào một trận cầu có nhiều bàn thắng được ghi giữa hai đội sắp tới. Trận đấu tới sẽ đổ xỉu 3.25. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, PSG thắng với phong độ hủy diệt ở thời điểm hiện tại, sẽ không quá ngạc nhiên khi PSG sẽ giành 3 điểm ở trận đấu này, nhất là khi họ sẽ được chơi trên sân nhà. Bên cạnh đó, PSG cũng đang là những người chiếm ưu thế ở những lần chạm trán nhau trong quá khứ giữa hai đội khi họ đã thắng 28 trên 57 trận, trong khi Linh Lơ chỉ thắng 14. Theo báo bóng đá, chuyến hành quân tới thủ đô nước Pháp tuần này sẽ là một chuyến đi dễ khó về với những nhà đương kim vô địch. Sẽ không có quá nhiều cơ sở để tin vào việc Linh Lơ có thể làm nên bất ngờ ở trận đấu tới, nhất là khi họ sẽ phải chơi trên sân khách. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng đã không thắng ở 8 trong 9 trận sân khách gần nhất của mình. Các chuyên gia bóng đá dự đoán PSG tháng 2, 1 trong 90 phút thi đấu.